Anh qua đời, dì Tèo còn sống. Tiểu Anh đã tìm được dì Tèo theo cái di nguyện của mẹ anh. Anh gửi cái này lại cho dì Tèo, tức là mẹ em á. Và đồng thời giới thiệu với em đây là ông bà ngoại của mình. Còn tất nhiên nội hai bên có khác. Chúng tôi nhận được thư của bà Đặng Thiện Nghĩa đăng ký tìm người dì có đoạn như sau: kính mong như chưa hề có cuộc chia ly tìm giúp tôi và gia đình tin tức về người dì thất lạc. Dì tôi tên là Lê Thị Thủy, ở nhà thường gọi là Tèo. Nếu còn sống, năm nay dì tôi 74, 75 tuổi. Năm 1955, gia đình ông bà ngoại tôi sống tại Đông Quang, Thái Bình. Bác tôi, Lê Thị Ấm, lấy chồng là Vi Văn Phan, bế con trai Vi Thanh Bình di cư vào Nam. Bà ngoại tôi có cha dì Thủy, còn lại là Tèo, đi theo. Lúc đó dì khoảng 11, 12 tuổi. Sau này dì lấy chồng người gốc Hoa và theo chồng về quê sinh sống. Thế là biệt tin cho đến bây giờ. Cô về dưới này nè, nó vùng sông nước nè, cô có bị, nói chung mình có phải mất thời gian thích nghi nhiều không? Trời ơi, về hả, uống nước mà không, hồi đó đâu có ông tên. Uống múc nước ở dưới giếng, gánh về rồi lấy còn gánh quậy bà già chồng đó, bà quậy bằng phèn chua đó rồi uống đó, tôi không có uống. Tôi nhịn đói luôn, không có ăn, không uống, vô buồn nằm luôn, trong buồn nằm không à, nằm út sắp khóc không à, nhớ nhà nữa. Cây có cội nước, có nguồn mà thiệt á, bản thân tôi nói về gặp bên ngoài một lần đi, dù gì cũng được hết trơn á. Bây giờ tôi gặp tôi mừng lắm, nếu mà cả Hà Nội, Thái Bình vậy tôi cũng vẫn đi. Con là Minh đó gì? Em là Bình. Bình Minh Định. Dạ. Chị khỏe không? À bình thường hả gì? Giờ vậy bình thường thì tốt rồi. Dì ơi, con rồi con sẽ đến thăm dì nha. Bữa nay dì không đi được, cũng tiếc quá. Dì nói chuyện với Định nha. Nói chuyện với thằng Định này dì dì dạ. À con là Định. Định kế bên nè. Dì với má con rồi cái gì nhớ gì bé mà bắt thì giống y chang à. Khoảng tuần sau tụi con tới xuống thăm dì nha, và chứ chúc cho dì mà mạnh khỏe. Bà ngoại nó mắc còn nhỏ quá. Thấy con cha nó nói nó không biết mặt ngoài nó là các gì thì đây ngoài đây. Bà ngoại no quá. Bà ngoại đi bà ông bà ngoại mất bao nhiêu tuổi? Ông ngoại mất có bây giờ ông vào khoảng chắc khoảng 70 tuổi. Mất lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi tính chính xác là ông tuổi Đinh Dậu. Đây là hậu duệ của dì Nhớ, cô Nghĩa, Đặng Thị Nghĩa. Trên cô Nghĩa có hai người anh là Đặng Văn Toàn và Đặng Văn Bảo. Đó, thế thì dưới chị Nghĩa đây là có hai người em nữa là Đặng Văn Tình và Đặng Ngọc Sinh. Nói tóm lại là tôi kể tới đó là toàn là anh chị chúng mình không đó.